mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị rắn độc cắn bị thương khi đang dọn nhà chảy lũ. Mưa lũ cũng đã làm 8 nhà dân bị sập hư hỏng, 1.471 nhà dân bị ngập. Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập là 532,43 ha, 9 km đường giao thông bị sạt lở, gần 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Trên 22 ha đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá, hệ thống kênh mương thủy lợi, cầu cống bị hại nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, con số thiệt hại chưa được cập nhật chi tiết, nhưng ước thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng. Hiện nước lũ đã rút, chính quyền các địa phương chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ để ổn định đời sống cho nhân dân. Ưu tiên khắc phục các khu vực sạt lở núi, gây chia cắt ở miền núi.